Nam mô tass bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tass bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tass bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ hai chúng ta bắt đầu lớp học Kinh Trung Bộ. Kinh Trung Bộ đó là một cái bộ kinh đặt nặng vấn đề về pháp hành. Từ cái việc chúng ta cư xử trong đời sống cho đến lúc những cái phương pháp tu tập đều có thể nương nhờ một phần rất lớn vào Kinh Trung Bộ. Sau khi đó mà quý vị học được một vài bài thôi, một vài bài Kinh Trung Bộ, thì quý vị đã có thể nắm được những phần cốt tủy của giáo pháp và có thể ứng dụng trong đời sống tu tập của quý vị, cũng như trong những cái giây phút chúng ta tiếp xúc với thế gian. Đừng có nghĩ rằng đấy, Kinh Trung Bộ hoặc là tất cả các tạng kinh chỉ dành cho tăng ni, còn Phật tử thì chắc không dính dáng gì tới mình. Không nên nghĩ như vậy. Bởi vì khi Đức Thế Tôn thuyết giảng đó, mặc dù Đức Thế Tôn nói rằng này các tỳ kheo, nhưng mà quý vị nên nhớ là cái hội chúng khi đó đó luôn luôn có đầy đủ gồm có tỳ kheo ni, sa di ni và luôn cả cận sự nam và cận sự nữ. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiếp buổi học hôm trước. Đức Thế Tôn thuyết giảng bài kinh Căn Bổn Pháp Môn cho nhóm 500 vị tỳ kheo xứ Lít Cha Quy. Cái nhân duyên mà Đức Thế Tôn thuyết giảng cho 500 vị tỳ kheo này đó, đó là 500 vị này là người dân xứ Lít Cha Quy. Mà dân xứ Lít Cha Quy đó là một cái dân tộc rất là hùng mạnh, được Đức Thế Tôn nhắc đến trong bảy pháp bất thối thuộc kinh Đại Bát Niết Bàn của Trường Bộ. Và dân xứ này đó, nếu như mà so với dân xứ khác á, thì họ đoàn kết hơn rất là nhiều, và họ thường có khuynh hướng lấn át những cái dân xứ khác, bởi vì họ rất là hùng mạnh và rất đoàn kết. Hơn nữa, giai cấp Bà La Môn là một cái giai cấp cao nhất trong xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ, được sánh ngang với giai cấp chiến sĩ, tức là giai cấp vua chúa. Và 500 vị tỳ kheo Lít Cha Quy này, trước khi xuất gia, họ là 500 vị Bà La Môn. Và 500 vị Bà La Môn này đó thông thuộc Tam Tạng Vệ Đà. Xin thưa với quý vị, không phải Bà La Môn nào cũng thông thuộc Tam Tạng Vệ Đà. Cho nên khi 500 vị Bà La Môn này mà thông thuộc Tam Tạng Vệ Đà đó, đã vậy còn là dân xứ Lít Cha Quy đó, thì họ thuộc cái hàng cao cấp trong xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ. Quý vị cứ nghĩ, cũng giống như là có khoảng 500 vị tiến sĩ mà người Đức, thí dụ như vậy, mà đi về Việt Nam đến một cái thiền viện nào đó, 500 vị tiến sĩ xin xuất gia, thì quý vị nghĩ cái hội chúng mà 500 con người đó đó, họ có lý do để họ ngã mạn, để họ tự hào về cái xuất thân của họ và cái khả năng hiểu biết của họ. 500 vị tỳ kheo xứ Lít Cha Quy này cũng như vậy. Sau khi xuất gia đó, 500 vị này có cái suy nghĩ là Đức Thế Tôn nói tới nói lui cũng có nhiêu đó, và cái gì Thế Tôn biết thì mình cũng biết. Thành ra đó, không cần phải đi đến đảnh lễ học hỏi nơi Đức Thế Tôn để làm chi. Và thế là 500 vị tỳ kheo xứ Lít Cha Quy sống riêng tách biệt với tăng đoàn,
sinh hoạt riêng một mình và không có đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Khi Đức Thế Tôn quán xét thấy nhân duyên cũng vừa đủ, cho nên Ngài đi đến nơi ở của 500 vị tỳ kheo này. Và 500 vị này đó, đương nhiên xuất gia với Đức Thế Tôn, thành ra là khi Ngài đến thì dù muốn dù không cũng phải đến đảnh lễ. Và khi đến đảnh lễ như thế đó, Đức Thế Tôn vì mục đích diệt trừ cái tâm ngã mạn của 500 vị tỳ kheo này, cho nên Ngài mới thuyết lên bài pháp là pháp môn căn bản. Quý vị, những ai đã đọc chánh kinh rồi, quý vị sẽ có một cảm giác, đó là đọc không hiểu, giống như một cái quyển thiên thư vậy đó, đọc không hiểu. 500 vị tỳ kheo xứ Lích Cha Quy cũng như vậy. 500 vị này đã từng rất tự hào về khả năng hiểu biết và cho rằng họ bằng Phật, cho đến khi Đức Phật thuyết pháp nói lên bài kinh pháp môn căn bản, 500 vị này chưng hửng vì không biết gì hết, không hiểu Đức Thế Tôn đang nói cái gì. Cho nên vào cuối thời pháp đó, 500 vị tỳ kheo này không hoan hỷ với lời dạy của Đức Thế Tôn, bởi vì 500 vị này không hiểu Thế Tôn nói cái gì. Trong bản dịch Hán Tạng thì ghi là 500 vị tỳ kheo này hoan hỷ. Bản dịch của Ngài Minh Châu, Ngài cũng để là các vị tỳ kheo hoan hỷ tín thọ. Nhưng mà bản gốc Pali đó, thì 500 vị này không hoan hỷ tín thọ. Lý do có sự khác biệt, theo cá nhân sư nó là như thế này. Thứ nhất là trong bản Pali đó, nói đến 500 vị tỳ kheo xứ Lích Cha Quy, theo chú giải là do 500 vị này không hiểu Thế Tôn nói gì hết, cho nên họ không có hoan hỷ. Còn theo Hán Tạng thì có lẽ là nhắc đến hội nhóm tỳ kheo đi chung với Đức Thế Tôn để đến gặp 500 vị tỳ kheo này. Có nghĩa là vào lúc đó có hai hội nhóm tỳ kheo, một hội nhóm đi chung với Đức Thế Tôn và một hội nhóm là 500 vị tỳ kheo xứ Lích Cha Quy. Thì cái hội nhóm đi chung với Đức Thế Tôn đó, các vị đó hoan hỷ, còn các vị xứ Lích Cha Quy thì các vị đó không hoan hỷ. Và tiếp theo đó, đó, sư phân tích một vài cái từ ngữ ở trong kinh Tạng để cho khi quý vị tiếp xúc nó dễ dàng hơn, nó dễ dàng hơn. Đầu tiên là nói đến bốn cái khái niệm về sắc pháp, đó là đất, nước, gió và lửa. Ở đây có ai biết bốn cái định nghĩa này trong Phật giáo chỉ cho cái gì hay không? Ai biết thì giơ tay. Bốn khái niệm đất, nước, gió, lửa ở trong Phật giáo. Có lẽ là chắc mới cho nên quý vị ngại. Nhưng mà nhớ ha, ai không có giơ tay có nghĩa là không biết, mà không biết thì phải ghi vào. Cái đất, nước, gió, lửa ở đây đó, nó không đơn giản. Đất là chỉ mặt đất, nước là chỉ nước, mà gió rồi lửa không đơn giản như vậy, thưa quý vị. Theo khái niệm của Phật giáo đó, đất là chỉ cho tính chất cứng, mềm, mịn, nhám của các sắc vật chất. Còn nước á, là chỉ cho tính chất kết dính, ngưng tụ hoặc tan rã của các sắc vật chất. Còn gió đó là chỉ cho tính chất chuyển động của các sắc vật chất. Còn lửa là chỉ cho tính chất nhiệt độ của các sắc vật chất. Cho nên sắc pháp, sở dĩ gọi là sắc pháp, nó có nghĩa là gọi về tất cả các cái loại vật chất mà chúng ta có thể thấy được
sờ được, chạm được. Cho nên tứ đại được nói đến, nó có đầy đủ ở trong tất cả các cái dạng vật chất. Do đó, đó ngay cả trong một cái nước, trong một giọt nước, trong một giọt nước, ở đó vẫn có lửa, vẫn có đất, vẫn có gió. Chứ không phải chúng ta nói là nước như vậy thì ở đâu ra. Đấy. Rồi ngay trong ngọn lửa, một cái ngọn lửa quý vị đốt lên, bản thân nó cũng có đất, nó cũng có nước, nó cũng có gió. Khi chúng ta nắm được cái định nghĩa này thì chúng ta mới thấy là trong tất cả các cái dạng vật chất đều được cấu tạo bởi tứ đại, là bốn cái nhóm, bốn cái đặc tính. Chứ không thôi thì quý vị sau này khi đọc kinh Tạng thì sẽ thấy ủa sao lại nói là các cái vật chất là đều được cấu tạo bởi tứ đại. Cái người mà không học giáo lý đó, họ sẽ nghĩ là ủa vì nước thì đất ở đâu, rồi gió ở đâu, rồi lửa ở đâu, thấy không? Đấy. Do đó như trong một giọt nước thì cái đất á, là cái tính chất mềm của cái giọt nước, cái sự mềm của giọt nước thì nó là cái đất. Và cái sự chuyển động của giọt nước, hoặc ngay cả như cái giọt nước đang ở yên một chỗ, ai đã học hóa học cũng biết rồi, bản thân các hạt phân tử nó cũng chuyển động liên tục không ngừng, thì nó là cái tính chất gió của giọt nước. Và nhiệt độ của giọt nước là cái tính chất lửa của giọt nước. Đấy. Và chư thiên được nói ở đây đó là những vị trời có nhiều oai lực. Nhiều oai lực có nghĩa là những cái chúng sanh khi mà họ ở cõi người hoặc là cõi thú mà có làm các việc công đức thuộc dục giới, ví dụ như bố thí, giữ giới, cung kính, phục vụ, đấy, làm các việc công đức thuộc dục giới, thì nhờ đó họ có một cái gọi là cái phước. Và nhờ cái phước đó, đó khi họ thân hoại mạng chung, nhờ cái quả của cái phước lành họ đã tạo, họ sanh về cõi trời. Và cư dân ở cõi trời này thì họ có cái tuổi thọ khác nhau. Đừng có nghĩ là như một số cái nền tôn giáo đó là lên chểnh rồi là không bao giờ chết. Sai. Lên chểnh rồi vẫn sẽ chết như thường. Chỉ có điều lên chểnh thì hưởng các dục lạc giác quan nó sung sướng hơn mình mà thôi. Đấy. Còn ma vương á, ở đây là ở trong bản dịch thì dịch là thiên chủ, Pachapati đó, có nghĩa là thiên chủ, tức là cái người tối cao. Và ở trong chú giải nói đến cái vị thiên chủ ở đây là chỉ cho ma vương, chỉ cho ma vương. Bản dịch thì để là sanh chủ, tức là ma vương đó. Tại sao ma vương mà lại là sanh chủ hoặc là thiên chủ? Bởi vì ma vương ở đây là cái vị trời đứng đầu cõi dục, ở cảnh giới tha hóa tự tại đứng đầu cõi dục. Vị này đó muốn cái gì thì hóa hiện ra cái đó để hưởng thụ. Và do cái vai trò của vị này cho nên vị này có trách nhiệm là cai quản chúng sanh thuộc cõi dục. Thường chúng ta hay nghe nhắc đến ma vương thì chúng ta cứ nghĩ đó là một cái chúng sanh mặt xanh nanh vàng, là ba đầu sáu tai, nhìn rất là kinh khủng. Thực tế thưa quý vị, ma vương mà chư thiên ma đó là một vị trời rất nhiều oai lực và rất xinh đẹp. Có điều như thế này, tại sao ma vương lại phá Phật?
đừng nghĩ là Ma Vương là một người cùng hung cực ác, xin thưa không phải. Ma Vương rất ủng hộ chuyện loài người làm phước, bố thí, giữ giới, hành thiền, tôn tạo các công đức. Ma Vương rất ủng hộ nha. Ngay cả chuyện quý vị tu thiền, Ma Vương vẫn ủng hộ, không có cản. Chỉ có điều anh làm thiện gì thì làm thiện, anh đừng có giải thoát thì thôi. Ma Vương chỉ có một yêu cầu đó. Anh có thể anh làm thiện. Tại vì anh làm thiện đó, thiện kiểu gì thì thiện, anh vẫn còn trong cái dòng sanh tử luân hồi, thì còn trong cái dòng cai quản của tôi, của Ma Vương, thì không vấn đề gì hết. Coi như là chạy giống như con khỉ đó, chạy không khỏi cái bàn tay của Phật Tổ. Nhưng nếu như anh tu tập anh giải thoát á, có nghĩa là anh vượt ra khỏi cái vòng kiểm soát của Ma Vương, cho nên khi đó Ma Vương nó mới phá. Thành ra đừng có đổ thừa là tôi tu bị ma nó phá, Ma Vương nó phá. Mình không có cửa mà Ma Vương nó phá mình đâu. Tại vì mình còn lâu lắm mình mới giải thoát, không có cửa. Cỡ như Phật á, Ma Vương nó mới chịu xuống, chứ còn cỡ như mình là không có cửa. Thành ra mới có câu là Phật nào thì ma đó. Đấy. Còn Phạm Thiên á, Brahma, tức là những vị tu thiền, những chúng sanh tu thiền, thay vì làm các công đức, đó là bố thí, giữ giới, rồi cung kính, phục vụ, vân vân và vân vân, thì các vị này tu tập các đệ mục thiền định, và nhờ chứng đắc các tầng thiền, các vị này sanh về các cõi như là Quan Âm Thiên, Biến Tịnh Thiên, Quảng Quả Thiên. Phạm Thiên là nhắc đến các vị là sơ thiền, còn Quan Âm á là nhắc đến là nhị thiền, các cái tầng trời nhị thiền á, tên của tầng trời nhị thiền. Còn Biến Tịnh á là tầng trời tam thiền, và Quảng Quả là tầng trời tứ thiền. Cõi tịnh cư dành cho những vị thánh A-na-hàm, do các ngài không còn dục ái và sân, cho nên gọi là các ngài là những người vô gia cư, tam giới không còn chỗ cho các ngài nữa. Thành ra các ngài phải đến một cái nơi đặc biệt mà chúng ta tạm gọi nó là một cái cõi tịnh độ. Là tịnh độ trong Phật giáo Nam truyền là các cõi tịnh cư. Ở đây chỉ dành cho các bậc thánh A-na-hàm trở lên. Các ngài về đó, các ngài ở. Chỉ đơn giản vì tam giới hết chỗ cho các ngài rồi. Đấy. Các ngài ở đó và chờ cho đến khi nhập Niết Bàn. Còn cái cõi vô tưởng á phi phu đó, mà ở đây dịch là thắng giả, nói đúng ra đó là cái cõi vô tưởng. Cõi này có đặc điểm như thế nào? Là có những chúng sanh khi họ tu thiền, họ đắc thiền rồi đó, họ thấy rằng cái tâm này nó cũng rất là nặng nề và nó rất là mệt mỏi, cho nên họ có một cái nguyện vọng, đó là không có tâm, diệt tâm luôn, không có tâm nữa. Nhưng mà cái không có tâm của những cái chúng sanh này nó không giống như các bậc A-la-hán lậu tận. Do họ vẫn còn phiền não của họ vẫn chưa có nhổ tận gốc rễ, mà họ chỉ đơn giản họ muốn không có tâm thôi. Do đó, do sự chứng đắc các tầng thiền, thành ra khi họ thân hoại mạng chung, họ sanh về cõi vô tưởng. Ở cõi này đó, là chúng sanh ở đó không có tâm. Một cái đặc điểm đó là do không có tâm ấy, cho nên chúng sanh nếu như họ biết được kiếp trước kiếp sau, có một số người đó họ có thần thông đó, họ biết được kiếp sau, thí dụ như là một A Tăng kỳ kiếp, hai A Tăng kỳ kiếp, họ biết được bao nhiêu kiếp tôi sanh lại về cõi này cõi kia. Thì đến khi mà họ quán tới cái kiếp mà họ sanh về cõi vô tưởng này đó, được mô tả giống như là theo dõi, bắn một mũi tên vào trong đêm tối, và họ thấy theo dõi được một đoạn ngắn, sau đó không theo dõi được, bởi vì chúng sanh ở đó không có tâm. Do đó họ nảy sanh một cái tà kiến,
được ghi lại trong kinh Phạm Võng Trường Bộ, đó là sau khi tái sanh một số kiếp nhất định thì tôi sẽ biến mất. Có nghĩa là không còn nơi để đến nữa, tôi sẽ biến mất, chúng sanh sẽ biến mất. Hoặc là có những chúng sanh ấy, do họ có thần thông, thiền định có thần thông, họ nhớ được kiếp trước. Ví dụ như kiếp trước tôi là ông vua, kiếp trước nữa tôi là một anh ăn mày, kiếp trước nữa tôi là Phạm Thiên, kiếp trước nữa tôi ở địa ngục, ví dụ như vậy. Họ quán 100 kiếp, 1000 kiếp, 1 tỷ kiếp, đến một cái kiếp họ sanh về cái cõi vô tưởng này nè. Và họ chỉ theo dõi được một lúc và hết. Thành ra đó, họ có một cái tà kiến, đó là trước đó là không có chúng sanh, nhưng mà do phiền não cho nên chúng sanh xuất hiện. Đó là do những chúng sanh họ quán về kiếp trước, họ quán về cõi vô tưởng này. Và lên nữa, chúng ta có không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Thì đó là những cảnh giới của thiền vô sắc. Bây giờ nói thì nó quá xa vời với chúng ta, cho nên chúng ta chỉ cần biết là đó là một những cảnh giới của các tầng thiền cao cấp hơn là đủ rồi. Từ từ trong các cái kinh tạng chúng ta sẽ tiếp xúc dần, nhưng mà bây giờ chúng ta tiếp xúc vẫn còn hơi sớm. Rồi cái sở kiến á, sở kiến là cái được thấy. Sở kiến là cái được thấy. Cái được thấy ở đây là chỉ cho tất cả những cái hình ảnh mà cặp mắt của chúng ta có thể nhìn thấy được, chứ không phải là tự nhiên thấy buồn. Thì cái thấy buồn đó nó không phải nằm ở trong cái thấy này ha. Cái thấy ở đây, cái sở kiến là chỉ cho những hình ảnh mà cặp mắt thường của mình có thể nhìn thấy được, thì nó thuộc về cái sở kiến. Còn cái sở văn là cái được nghe, là cái được nghe. Mà chúng ta có một cái bài kệ là văn chung thinh, phiền não khinh, trí tuệ trưởng bồ đề tăng. Văn là cái nghe. Và đương nhiên cái nghe này cũng là cái nghe thuộc về âm thanh. Tất cả những cái thuộc về âm thanh, chứ nó không phải là cái kiểu mà cái nghe của Huy Cận, đó là tai nương hướng giọt mái nhà, nghe trời nặng nặng mà nghe ta buồn buồn. Cái nghe đó thì nó không phải cái nghe này. Cái nghe Đức Thế Tôn nói đến là cái nghe thuần túy là các loại âm thanh. Rồi cái sở xúc á, cái sở xúc là những cái được ngửi, nếm và đụng. Tức là những cái thuộc về cái hương vị á, cái hương vị, cái vị nếm và cái xúc giác của chúng ta đó, thì nó thuộc về cái sở xúc. Quý vị chịu khó ghi, ghi những cái định nghĩa nó hơi khô khan một tí xíu, chịu khó ghi. Và cái sở tri đó là cái được nhận biết bởi tâm thức, thì đó là sở tri. Và cái đối tượng đó là những cái mà chúng ta có thể nghĩ đến, cái suy nghĩ của chúng ta đó, nghĩ đến cái gì thì nó thuộc về cái sở tri. Và cái đối tượng đó chúng ta gọi nó là pháp xứ. Pháp ở đây đó là các đối tượng của tâm thức. Tâm mình nghĩ về cái gì thì cái mà tâm chúng ta nghĩ về đó, chúng ta gọi nó là cái pháp. Và cái vấn đề của Phạm Phu được bài kinh nói đến ở đây đó, đó là gì? Đó là Phạm Phu của chúng ta đó, chứ không ai hết trơn. Phạm Phu của chúng ta sống trong một thế giới tưởng tượng. Chúng ta sống trong một thế giới tưởng tượng. Chính vì chúng ta tưởng tượng cho nên nó mới có những cái khái niệm mà chúng ta định đặt. Đây là đàn ông, đây là đàn bà, đây là người già, đây là người trẻ, đây là đẹp, đây là xấu. Rồi chính vì những cái sự tưởng tượng đó
mà chúng ta mãi hoài kiếm tìm, mãi hoài theo đuổi cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc. Bản thân cái hạnh phúc của phàm phu cũng nhờ hoàn toàn vào sự tưởng tượng. Chúng ta dựa vào những cái chúng ta thấy, dựa vào những cái chúng ta nghe, dựa vào những cái chúng ta nếm, chúng ta ngửi, chúng ta xúc chạm, chúng ta suy tư. Và do không hiểu biết lời dạy của các bậc thánh, cho nên chúng ta cho rằng ăn như thế này là ngon, chúng ta định nghĩa đây là ngon. Một người như thế này là đẹp, và thế là chúng ta định nghĩa về một cái gọi là đẹp. Và thế là vì theo đuổi cái ngon, chúng ta chế biến cái này, chế biến cái kia. Tại sao cũng bó rau, cũng đậu hũ, cũng muối, cũng đường, cũng bột ngọt, chúng ta không bỏ hẳn vào nồi, chúng ta luộc lên chúng ta ăn, mà cứ phải chế biến ra này là hấp, này là chiên, này là xào, này là cà ri, để chúng ta tạo nên những cái món này món kia. Bởi vì chúng ta sống trong sự tưởng tượng, và chúng ta định đặt, chúng ta gọi đó là sự ngon miệng. Và bởi vì chúng ta chạy theo sự tưởng tượng đó, chúng ta phí rất nhiều thời gian, và chúng ta trôi lăn theo cái dòng sanh tử. Thành ra tóm gọn lại một điều của phàm phu, đó là sống trong sự tưởng tượng. Và chính bởi vì chúng ta quy định rằng đây là đẹp, đây là xấu, cho nên chúng ta mới cố gắng chúng ta trang điểm. Y áo thì chỉ để che thân, nhưng mà không, do những sự định đặt, do những sự tưởng tượng mà chúng ta quy định cổ áo phải như thế này nó mới đẹp, tay áo phải như thế này nó mới đẹp, màu sắc phải như thế này nó mới đẹp. Và chính bởi vì sự tưởng tượng đó, hễ mà cái gì cũ, cái gì mà do các sắc nó biến hoại, có nghĩa là những cái vật chất đó, đó nó thay đổi vô thường, nó biến hoại, nó dị biệt, thì chúng ta buồn. Thấy cái sợi tóc bạc ở trên đầu chúng ta buồn, thấy một cái nếp nhăn ở trên trán chúng ta buồn. Đó là do phàm phu chúng ta sống trong sự tưởng tượng. Chúng sanh, sát tá được viết tắt từ, được ghép được từ xá và ách tá, có nghĩa là sự dính mắc. Chúng sanh là sự dính mắc, đụng đâu dính đó thì đó là chúng sanh. Mắt nhìn tới hình ảnh, dính mắc với hình ảnh. Tai nghe âm thanh, dính mắc với âm thanh. Mũi ngửi mùi, dính mắc với mùi. Lưỡi nếm vị, dính mắc với vị. Thân xúc chạm, dính mắc với thân. Ý suy tư thì dính mắc với ý. Cho nên chúng ta mới đặt một cái, đây là vợ tôi, đây là chồng tôi, đây là nhà tôi, đây là xe tôi. Chúng ta đâu có theo như cái lời dạy của các bậc thánh, các cái vật chất nó chỉ đơn giản cấu tạo từ bốn cái đặc tính: đất, nước, gió, lửa, hết rồi, không có cái gì là tôi và của tôi. Chúng ta không làm được chuyện đó. Chúng ta hoàn toàn sống trong sự tưởng tượng, và chúng ta gọi đó là của tôi. Đấy. Thành ra đó, có thể tóm gọn một câu: chúng sanh ở thế gian sống nhờ hoàn toàn vào sự tưởng tượng. Còn các bậc thánh thì các ngài không có tưởng tượng những cái sai lầm như thế. Bởi vì ít nhất một vị thánh sơ quả, các ngài diệt trừ được ba thứ cơ bản, đó là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Mà cái quan trọng nhất đó chính là diệt trừ thân kiến. Khi mà một chúng sanh mà bỏ được cái thân kiến, có nghĩa là bỏ được cái tôi và cái của tôi, bỏ được cái chấp ngã đó,
thì coi như là họ đã dẹp hết rất là nhiều rồi quý vị. Khi đó không còn là phàm nữa. Một vị sơ quả Tu Đà Quần, Đức Thế Tôn mô tả đó, giống như là vị đó đã bỏ đi hết tất cả các gánh nặng bằng cái quả núi Tu Di. Còn vị đó chỉ còn có 7 cái hột sạn, 7 cái hột sỏi mà vị đó còn phải giải quyết trong cái lòng bàn tay mà thôi. Có nghĩa là những cái mà một vị thánh sơ quả Tu Đà Quần mà còn phải giải quyết á, nó chỉ còn có 7 hột sỏi thôi. Còn những cái mà vị đó có thể bỏ lại sau lưng á, nó như một ngọn núi Tu Di. Còn chúng ta thì xưa làm sao thì giờ vẫn cứ như vậy, phàm vẫn cứ phàm. Đấy. Còn tiếp theo đó là Ekattā, tức là sự đồng nhất. Sự đồng nhất Ekattā có nghĩa là thống nhất và hợp lại. Thì sự đồng nhất ở đây nó như thế nào? Đối với phàm phu á, cái sự đồng nhất của họ đó là họ cho rằng mỗi người chúng ta là một cái bộ phận, tức là một cái tiểu ngã. Và chúng ta tu tập, chúng ta làm như thế nào đó để chúng ta hòa vào một với cái đại ngã, thì đó là khái niệm đồng nhất của phàm phu. Hoặc là nói một cách gần gũi với người Việt mình đó, đó là mỗi chúng ta là một phần của tự nhiên. Và chúng ta làm như thế nào đó để chúng ta trở về với tự nhiên, chúng ta sống, chúng ta hòa mình, chúng ta hòa làm một với tự nhiên với chúng ta là một, hòa làm một với cái vũ trụ này. Vũ trụ là lớn, chúng ta là nhỏ, chúng ta là một phần của vũ trụ và chúng ta sẽ hòa làm một với vũ trụ. Đó là sự đồng nhất của phàm phu. Còn sự đồng nhất của các bậc thánh thì các ngài chỉ thấy đơn giản như thế này: việc tu tập thì cần sự hội tụ đủ các chi phần. Ví dụ như cần sự cân đối, cần sự hội tụ đủ của thức giác chi, cần sự tu tập đầy đủ của bát chánh đạo. Nói về sự nhận thức thì cần sự nhận thức đầy đủ của tứ đế. Đấy. Tức là các ngài hướng đến cái con đường tu tập, hướng đến sự giải thoát, chứ không phải hướng đến những cái suy nghĩ xa vời viển vông bằng sức tưởng tượng của phàm phu. Còn cái sai biệt á, Na tát tá có nghĩa là cái sự đa dạng. Theo chú giải đó thì sự đa dạng ở đây đó là sự đa dạng của các đối tượng giác quan. Sự đa dạng của các đối tượng giác quan thì cái sự đa dạng này đó, đối với phàm phu, chính bởi vì họ thấy và họ gán ghép cái tôi, rồi họ dính mắc vào ở trong đó, cho nên mới có cái gọi là buồn, là vui, là ngon, là dở, là thích, là ghét, là yêu thương, thù hận. Do đó đó, phàm phu đối xử với thế gian bằng hai cái pháp thiên vị, đó là lấy đời làm trọng, lấy mình làm trọng và lấy đời làm trọng. Lấy mình làm trọng, Atta Thipatthaya, và lấy đời làm trọng, Loka Thipatthaya. Thế nào là lấy đời làm trọng? Tức là họ lấy cái bản thân của họ đó là trung tâm của vũ trụ. Họ thích, họ ghét, họ cư xử, họ gần gũi, họ tránh né, toàn bộ nhờ vào cái sự phán xét, cái sự suy đoán của cá nhân, sự thích ghét của cá nhân. Ví dụ như hôm nay tôi mua bó rau, tôi xào bởi vì tôi thích ăn rau xào. Cái vấn đề ở đây là tôi thích ăn rau xào. Và hôm nay tôi mặc đồ trắng bởi vì tôi mặc
đồ trắng. Bởi vì tôi thích mặc đồ trắng. Tôi để tóc dài bởi vì tôi thích tóc dài, hoặc là bởi vì tôi không thích tóc ngắn. Có nghĩa là họ cư xử toàn bộ dựa vào sự suy đoán, sự phán xét, sự ưa thích hoặc là ghét bỏ của bản thân. Thì đó là cái người mà lấy mình làm trọng, lấy cái tôi làm trọng. Và tất cả, hầu hết, rất nhiều những cái nền văn hóa của thế giới, họ nêu bật cái bản ngã, nêu bật cái tôi. Có nghĩa là cái gì thì cái lấy cái tôi là trên hết. Thành thử đó, nhiều người mình gọi họ là cái con người sống ích kỷ, bởi vì họ chỉ biết có mỗi một mình họ thôi. Thì đó là cái con người mà lấy mình làm trọng. Cái việc thiện ác đúng sai từ từ tính. Quan trọng là mình có thích hay không, có muốn hay không cái đã. Cái thứ hai đó là lấy đời làm trọng. Lấy đời làm trọng nghĩa là sao? Có nghĩa là tất cả những sự cư xử, làm hoặc không làm, ưa thích hoặc xây dựng hoặc phá hủy, đều dựa trên cái nhìn của tập thể, cái nhìn của xã hội, những cái định đặt, những cái quy định của tập thể, của xã hội mà ra. Có nghĩa là xã hội cho rằng tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu, thì họ nói thôi vô chùa làm chi, ở nhà tu thờ cha mẹ được rồi. Hoặc là xã hội cho rằng thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa, có nghĩa là tu chùa là cái thứ ba lận. Thôi tu nhà chứ hơi đâu vô chùa làm chi. Hoặc là đời họ quan niệm là Phật tại tâm, tu tâm gì đủ rồi, tôi khỏi cần phải vô chùa, tôi khỏi phải học đạo, tôi khỏi phải lạy Phật chi, tại có một cái ông Phật sẵn ở trong tâm tôi rồi. Thực tế cái tâm của họ toàn tham sân và si thôi. Và xin thưa đó, những con người mà đem ba câu đó ra mà nói thường là những con người không có chịu tu. Và thường là những con người không có chịu tới chùa. Tại vì sao? Họ lấy đó làm lý do và họ khỏi tới chùa. Đấy. Thì đó là những con người lấy đời làm trọng. Hoặc là có những người ở nhà đối xử với cha mẹ có khi là tệ bạc như thế nào đó, nhưng mà miễn sao không có để cho thiên hạ biết thì thôi. Chứ hàng xóm láng giềng thì họ cũng không có để ý mấy là cái nhà này là nó có hiếu hay là nó không có hiếu với cha mẹ, họ cũng không để ý lắm. Nhưng mà cái đám tang nó phải lớn à. Đám tang là phải làm cho nó rườm rang. Đó, rồi phải kêu kèn, kêu trống, rồi kêu này kêu kia thì nó mới thể hiện ra được. Thì đó là cái quan niệm của thế gian, lấy đời làm trọng, đúng sai tính sao. Đấy. Hoặc là như là cái đám cưới, chỉ cần là hai anh chị ra ngoài ký cái tờ giấy xác nhận là đủ rồi. Tại sao mà phải tổ chức cả một cái đám cưới cho nó rình rang, cưới cho đã rồi về nhà hai vợ chồng còng lưng ra trả nợ à? Tại sao vậy? Bởi vì thế gian họ quan niệm là như vậy. Mình làm không lại thế gian là họ quay ra là họ chửi mình. Đấy. Thì đó là cái kiểu lấy đời làm trọng. Tức là đời họ nói như thế nào thì mình chạy theo như thế đó. Và cái đời đó quý vị, có khi họ đúng nhưng cũng có khi họ sai. Đương nhiên sư không phủ nhận có những cái giá trị văn hóa dân tộc rất là tốt. Ví dụ như tôn trọng đề cao cái chữ hiếu, hoặc là tôn trọng đề cao cái sự thủy chung, thì nó không có sai. Đấy. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những cái mà lấy đời làm trọng thì chúng ta phải xét lại. Do đó phàm phu đó, cư xử thích hay ghét, ích kỷ hay là rộng rãi, hầu hết đều dựa vào hai cái. Thứ nhất là lấy mình làm trọng, và thứ hai là lấy đời làm trọng. Còn các bậc thánh thì các ngài không có như vậy.
các ngài cư xử, các ngài lấy pháp làm trọng. Thamma thipati á, các ngài lấy pháp làm trọng. Bởi vì sao? Bởi vì các ngài hiểu được pháp và chứng đạt được pháp. Cho nên một đặc điểm của các bậc thánh mà phàm rất khó làm, đó là một khi đã là thánh thì tất cả các lời dạy của Thế Tôn, dù cho họ có phải bỏ cả sinh mạng đi nữa, họ cũng không bao giờ đi ngược lại với lời Thế Tôn nói. Có nghĩa là nếu như Đức Thế Tôn nói là đi hướng đông thì dù có chết họ cũng không bao giờ họ đi hướng tây. Nhưng mà đương nhiên Thế Tôn không có nói như vậy. Đức Thế Tôn luôn luôn nói đúng chánh pháp. Xin lấy ví dụ như Đức Thế Tôn khuyên từ hàng xuất gia cho đến tại gia là hãy tôn trọng tính mạng của chúng sanh khác và đừng bao giờ tàn hại hoặc là tước đoạt sinh mạng của chúng sanh khác. Hãy tôn trọng tính mạng. Thì một vị thánh dù cho có kề dao vào cổ và thậm chí là dù cho có bức hại hoặc làm bất kỳ chuyện gì đi chăng nữa, một vị thánh cũng không bao giờ nỡ lòng nào mà giết con kiến, chứ đừng nói chi đến con người. Đấy. Và một vị thánh chính vì các ngài lấy pháp làm trọng cho nên các ngài luôn luôn tôn trọng pháp. Và dù cho như thế nào đi chăng nữa, các ngài vẫn không bao giờ từ bỏ Tam Bảo. Lòng tin của các ngài đối với Tam Bảo là bất thối chuyển. Còn chúng ta nói nó hơi buồn, đó là mặc dù ở đây ngồi trên hay ngồi dưới, nói là chúng ta rất tin Phật, rất tin Pháp, rất tin Tăng, nhưng mà lỡ đi ra đường, vừa bước ra khỏi cổng, một cục gạch nó rớt trúng cái đầu là chúng ta cười ha hả, là khỏi có Phật Pháp Tăng ở đâu hết trơn. Nhưng mà các bậc thánh thì không bao giờ có chuyện đó. Nhớ nha, các bậc thánh không bao giờ bị điên. Một cái đặc điểm của các ngài, có thể là các ngài bất tỉnh, có thể các ngài chết, nhưng các ngài không bao giờ bị loạn trí mà quên Tam Bảo, thì chuyện đó không bao giờ xảy ra. Cho nên các ngài biết về sự sai biệt là các ngài biết như thế nào. Đây là màu vàng, đây là màu trắng, đây là màu xanh. Các ngài biết chứ không phải các ngài không biết. Đâu phải là cặp mắt của chúng ta bị bệnh hoặc là bị mù hoặc là có vấn đề đâu mà chúng ta không biết được màu sắc. Các ngài biết đây là màu vàng, đây là màu trắng, đây là màu xanh. Nhưng mà các bậc thánh khác chúng ta ở chỗ, các ngài biết tới đó mà thôi. Các ngài không có gán ghép cái tôi vào ở trong đó, không có gán ghép tình cảm, tâm tư, tâm tình, buồn, vui, giận, hờn của mình vào ở trong đó. Các ngài nhìn một màu xanh thì chỉ đơn giản biết đó là màu xanh, hết. Còn chúng ta khi nhìn màu xanh thì chúng ta liên tưởng, bắt đầu tưởng tượng một cái nỗi buồn man mác, hoặc là một cái lá me rơi. Thì vị thánh, vị đó chỉ biết phân biệt được chứ, đây là lá me, hết, tới đó là hết. Còn phàm phu á, lá me nó rơi thì làm gợi nhớ đến lá me trên mái tóc ai đó, nó buổi chiều nó bay bay. Phàm phu là như vậy đó. Cho nên phàm phu sống hoàn toàn bằng sự tưởng tượng. Còn các bậc thánh, cái sự phân biệt của các ngài chỉ đơn giản biết nó là cái gì, hết. Đây là màu xanh và chỉ tới đó thôi. Đây là lá me và chỉ tới đó thôi. Không có đem cái tâm tư, tâm tình của mình vào trong đó mà tha hồ tưởng tượng thì không có. Đấy. Rồi các ngài biết một chuyện nữa, đó là cái sự thấy chỉ đơn giản
là do các duyên mà có. Mà sao các ngài biết chuyện đó? Do Thế Tôn dạy, Phật dạy như thế nào thì các ngài biết cái đó. Cho nên các ngài ý thức được cái hình ảnh nó chỉ đơn giản là cái hình tiếp xúc với cặp mắt, hết, tới đó thôi, ngưng. Chứ các ngài không có bắt đầu tưởng tượng để đưa đến sự yêu thương, giận hờn, thích ghét vào ở trong đó để đánh giá, để sai biệt, không phải. Thành ra đó, nhiều người hỏi là, ủa, nhiều người họ không biết, họ cứ nghĩ cái tâm không phân biệt á, rồi họ nói là ủa như vậy thì thánh với một cái khúc cây nó khác nhau ở chỗ nào? Tại khúc cây nó cũng đâu có biết gì đâu nó phân biệt. Sai. Các vị thánh các ngài biết chứ, hả? Các ngài biết đây là cây, đây là rễ, đây là cành, đây là lá. Nhưng các ngài chỉ biết tới đó, biết duyên khởi là do cặp mắt tiếp xúc với hình ảnh và nhận thức được cái này thế gian gọi nó là một cái cây. Hết. Các ngài không đi xa hơn là các ngài dùng cái sự tưởng tượng của các ngài bắt đầu vẽ vời ra thêm chuyện thì không có chuyện đó. Đấy. Còn phàm phu đó, do các cái giác quan của chúng ta tiếp xúc với những cái đối tượng khác nhau, từ đó đó chúng ta tưởng tượng đủ mọi thứ ở trên đời hết. Và do chúng ta tưởng tượng đủ mọi thứ trên đời, chúng ta có những cái tư duy khác nhau. Đấy. Đó là gì? Ham thích. Đó là gì? Ghét bỏ. Đó là gì? Tàn hại. Đó là tà tư duy đó quý vị. Rồi từ đó chúng ta có những cái sự mong muốn khác nhau. Là chính vì những cái mong muốn khác nhau cho nên chúng ta có sự nỗ lực khác nhau. Có người họ muốn giàu cho nên họ nỗ lực làm sao đó, miễn sao tôi giàu thôi. Nhưng mà có người họ là thích ăn cho nên cái sự nỗ lực của họ chỉ đưa đến cái sự ăn mà thôi. Có người họ thích nam nữ cho nên họ nghiên cứu tâm lý, nghiên cứu phụ nữ, nghiên cứu đàn ông, họ nghiên cứu làm sao đó để họ thỏa mãn được vấn đề nam nữ mà thôi. Đấy. Cho nên nó mới đưa đến sự cố gắng khác nhau, sự nhiệt tình khác nhau, và đưa đến cái sự tầm cầu khác nhau, cái mục đích cứu cánh khác nhau. Mỗi một ngày chúng ta đều tạo nên một con đường đi đến một cái nơi chốn. Và cái nơi chốn của chúng sanh thường nó là chuồng, là củi, là lỗ hổng để mà chui vào, nhiều hơn là chúng ta. Cái đích đến là ở cái cõi trời, ở cái cõi phạm thiên, hoặc thậm chí ở cái cõi niết bàn, nó hiếm lắm. Tại sao vậy? Quý vị thử chia ra một ngày 24 giờ trừ 8 tiếng đồng hồ ngủ. Đương nhiên mấy thầy mấy cô thì ngủ ít hơn, nhưng mà đa phần chúng ta đã trừ thời gian ngủ ra đó, thời gian còn lại tự quý vị hỏi chính quý vị, chúng ta đã dành bao nhiêu thời gian cho cái việc bố thí, giữ giới, hành thiền, cung kính, phục vụ, hoặc là nghĩ tưởng đến Phật, nghĩ tưởng đến Pháp, nghĩ tưởng đến Tăng, nghĩ tưởng đến giới hạnh? Hiếm lắm. Đa phần chúng ta nghĩ trong cái gì? Thích và ghét. Thích cái này hoặc ghét cái kia. Xin thưa với quý vị, tất cả những cái chúng ta thích đó là tâm tham, và tất cả những cái chúng ta ghét đó là tâm sân. Cả một ngày chỉ toàn tham với sân, cả một đời chỉ toàn sân với tham. Thì cái con đường chúng ta tạo về, chúng ta đi về đâu đó thì tự chúng ta biết lấy. Đấy. Còn các vị thánh đương nhiên các ngài vẫn biết chứ không phải các ngài không biết. Nhưng mà cái biết của các ngài dựa theo pháp, tức là theo như bài kinh Chánh Tri Kiến, ngài Xá Lợi Phất nói là vị thánh biết chứ, mà các ngài biết cái gì? Phân biệt cái gì? Đây là thiện, đây là bất thiện. Đây là tứ niệm xứ, đây là tứ chánh cần,
Đây là tứ như ý túc, đây là ngũ căn, đây là ngũ lực, đây là thất giác chi, đây là bát chánh đạo. Các ngài biết. Chính vì các ngài biết cho nên các vị thánh hữu học, các ngài luôn luôn làm các việc thiện, bởi vì các ngài không thể làm các pháp bất thiện. Các ngài làm thiện chỉ đơn giản như vậy thôi. Một là ngủ, tức là không làm gì hết. Hai, nếu đã làm thì không thể làm bất thiện. Mà không thể làm bất thiện thì tức là làm thiện. Đấy. Còn vị thánh vô học á, tức là vị thánh A-la-hán, thì do các ngài biết được đây là thiện, đây là bất thiện, cho nên các ngài vượt ra khỏi thiện và bất thiện. Do đó các hành động của một vị thánh A-la-hán, các ngài không còn tạo nghiệp nữa khác với chúng sanh. Nhưng mà biểu hiện bề ngoài đó thì các ngài vẫn tương ưng với các pháp thiện. Bởi vì sao? Bởi vì mặc dù các ngài đã xa lìa khỏi chuyện thiện hay bất thiện rồi, đối với các ngài không còn thiện ác nữa, bởi vì các ngài đã vượt thoát ra khỏi nó rồi. Nhưng không có nghĩa là các ngài lại đi sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Thế Tôn khuyên không nên làm những chuyện đó, và vì các ngài tôn trọng Đức Thế Tôn, cho nên cái gì Đức Thế Tôn không cho làm, dù chết các ngài vẫn không có làm. Còn cái sắp bá đó là tất cả những cái ở trên ha. Trong chánh kinh nói là ở đây hạng phàm phu vô văn, không hiểu đạo lý của bậc thánh. Thì ở đây đó, hạng phàm phu thì chắc chỉ mình chứ không chỉ ai đâu. Nhưng mà phàm phu á, Asuttawa Puthuchano, nó có hai loại phàm phu. Nó có hai loại phàm phu. Thứ nhất á, là Antha Puthuchana, tức là cái hạng phàm phu bị mù, hoặc là phàm phu mà khờ dại. Và thứ hai đó là Kanyana Puthuchana, có nghĩa là hảo phàm phu. Hai cái này khác nhau ở chỗ nào? Cái phàm phu mà mù á, tức là những người không hiểu được lời dạy của Đức Thế Tôn, không tiếp xúc với lời dạy của Đức Thế Tôn, không có cơ hội gần gũi chánh pháp, không biết gì về chánh pháp. Giống như những người mù không biết hình ảnh cũng vậy, họ không biết cái gì là thiện, cái gì là bất thiện, cái gì là chánh kiến và cái gì là tà kiến. Chính vì vậy đó, họ sống và làm chỉ dựa theo thích ghét của bản thân, hoặc là của người đời nói sao thì làm vậy. Do đó, đó những chúng sanh đó, như trong kinh Sừng Bò Đức Thế Tôn nói, những chúng sanh mà sau khi thân hoại mạng chung mà họ sanh về cõi trời, nó ít như sừng bò, mà những chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nhiều như lông bò. Thì chỉ cho cái hạng phàm phu mù này nè, đó là không biết lời dạy của Đức Thế Tôn, không hiểu lời dạy của Đức Thế Tôn. Từ đó họ không có được chánh kiến, họ không biết cái gì là thiện, cái gì là bất thiện. Do đó con đường của họ đi xuống nhiều hơn đi lên. Và nói cái này nó hơi buồn tí xíu ha. Đó là nếu như chúng ta tự nhận mình là Phật tử, tự nhận mình là người con Phật, mà mình chỉ có mỗi ngày rằm 30 mình đến chùa lạy Phật, thắp nhang xong rồi về, giỏi lắm thì bỏ thùng phước xương hết rồi. Thì như vậy sư hỏi quý vị, làm sao chúng ta biết được Phật dạy cái gì? Làm sao chúng ta biết được cái gì nên làm và cái gì không nên làm? Làm sao chúng ta biết được cái gì là thiện, cái gì là bất thiện, cái gì là chánh kiến, cái gì là tà kiến? Rồi có phải bởi vì như thế đó
chúng ta chỉ đơn giản hành xử dựa theo thích ghét của bản thân, hoặc là người đời họ nói như thế nào thì mình làm theo như thế đó. Thì cái kiểu đó nó là cái kiểu phàm phu gì thì tự chúng ta biết. Uổng lắm, uổng lắm. Coi như là gần chùa mà không được nghe lời, không được nghe pháp của Phật, uổng, thật sự rất là uổng. Do đó các cái lớp giáo lý ráng theo học, không ít thì nhiều, ngồi một tiếng đồng hồ nhớ được dăm ba câu thì cũng đủ lợi ích cho chúng ta rồi. Đấy. Và cái hạng phàm phu thứ hai đó thì nó an ủi hơn một tí, tức là hảo phàm phu, tức là những người cũng là phàm nhưng mà có nghe lời dạy của các bậc thánh, nghe lời dạy của Đức Thế Tôn, biết được chánh pháp, biết được cái gì là thiện, cái gì là bất thiện, cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Cho nên gọi đó là hảo phàm phu. Bởi vì sao? Bởi vì họ có cơ hội để họ tu tập giải thoát, có cơ hội để họ làm thiện, họ đi lên. Quý vị thường nghe một cái ví dụ như là một cái tấm ván trôi trên sông, con ruồng mù lâu lâu nó mới đội lên một lần, 100 năm đội lên một lần. Cái cơ hội mà nó chui vào trong cái tấm va, cái lỗ ván á, nó còn nhiều hơn là cơ hội mà một chúng sanh chết rồi lại được làm người. Nhưng mà cái hàng hảo phạm phu này đó, ít nhất cũng có một sự an ủi, đó là gì? Mỗi một lần chúng ta làm thiện là mỗi một lần chúng ta trồi đầu lên một lần. Làm thiện cho nhiều, sửa sang chánh kiến cho nhiều, tu tập cho nhiều, thì cơ hội chúng ta trồi đầu lên nó không phải là 100 năm đâu. Có khi nó chỉ có 10 năm, nó chỉ có 1 năm, nó chỉ có 1 ngày. Mặc dù cũng khó đó, nhưng mà có nhiều cơ hội hơn cái kiểu mà không biết được lời dạy của Đức Thế Tôn. Còn cái bậc thánh Ariya ở đây đó, trong tất cả những cái chỗ khác ha, trong tất cả chỗ khác trong kinh Tạng nói chung, các bậc thánh chỉ cho Đức Phật chánh đẳng giác, vị Phật độc giác và vị thinh văn giác, chỉ luôn cho cả ba hạng. Nhưng mà cái bậc thánh Ariya ở riêng trong bài kinh này thôi thì chỉ cho riêng Đức Thế Tôn chánh đẳng chánh giác. Còn các bậc chân nhân Sabbudisa là chỉ cho những con người có trí tuệ và có những ân đức cao quý. Thông thường, hiểu theo nghĩa thông thường á, thì các bậc chân nhân này đó bao gồm luôn những cái bậc chứng thiền hay những cái vị tu sĩ ngoại đạo nhưng mà chứng thiền, thì họ cũng được gọi là các bậc chân nhân. Nhưng mà riêng trong bài kinh này, trong bài kinh này thì chỉ nói đến các vị độc giác và các vị thinh văn giác. Cho nên gom lại đó là các bậc thánh, các bậc chân nhân Ariya Sabbudisa thì chỉ luôn cho ba bậc đó, chỉ luôn cho ba bậc. Còn cái câu á là không thông suốt pháp các bậc thánh Ariya Thammasa Ako Vido, có nghĩa là sao? Là cái việc chúng ta không hiểu được các cái pháp chân đế, không hiểu được sự thật gốc rễ của các pháp, không hiểu được bản chất của các pháp. Đó chính là gì? Đó chính là uẩn, xứ, giới và đế. Và uẩn, xứ, giới, đế, cái đó là gì đó? Để từ từ rồi chúng ta sẽ học tới. Chứ bây giờ nói nhiều quá thì quý vị sẽ bội thật. Mà sư e là sư nói nãy giờ là đã no rồi đó. Đã no rồi, bắt đầu là no, no bụng là bắt đầu chuẩn bị chướng rồi. Đấy. Uẩn, xứ, giới, đế. Ha.
đó là các cái phương diện chân lý của các pháp. Hoặc cái việc là không thông suốt các pháp, các bậc thánh ở đây đó, còn chỉ cho việc không thấy rõ con đường đi đến giải thoát giác ngộ, thì đó là không thông suốt pháp các bậc thánh. Ha? Có nghĩa là không thấy rõ con đường đưa đến giác ngộ. Đó là gì? Đó là tứ niệm xứ, đó là tứ chánh cần, đó là tứ như ý túc, đó là ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Tóm gọn lại là 30 phẩm, 37 phẩm trợ bồ đề. Và không tu tập pháp các bậc thánh, Ariya Thammasa Awinito, có nghĩa là không có sự rèn luyện, không có sự phát triển các pháp đưa đến giác ngộ. Thành ra quý vị thấy là hai cái phạm trù khác nhau. Đức Thế Tôn chia ra hai phạm trù. Thứ nhất là biết con đường đưa đến giác ngộ, biết được bản chất của thế gian. Và cái thứ hai là anh phải thực hành để anh đi đến sự giác ngộ, chứ không phải chỉ có biết thôi là đủ. Đấy. Xin lấy ví dụ như quý vị đi khám bệnh, gặp bác sĩ, bác sĩ cho cái toa thuốc và dặn dò phải kiêng cái này, phải cử cái kia. Thì đầu tiên đó, là chúng ta phải biết chúng ta bị bệnh trước cái đã. Cái việc chúng ta bị bệnh đó, nó không phải là lạc quan hay là bi quan, nó đơn giản là sự thật. Sự thật là chúng ta bị bệnh. Đấy. Và chúng ta phải biết cái phương pháp trị bệnh, biết phải uống thuốc gì, uống lúc mấy giờ, phải kiêng những cái gì, phải làm những cái gì. Và điều quan trọng thứ ba đó là chúng ta phải uống thuốc, phải kiêng khem thì nó mới hết bệnh. Chứ sư xin lỗi, thấy ông bác sĩ đẹp trai quá, dễ thương quá, chụp hình ông bác sĩ để lên bàn thờ, quỳ lại một đời cũng không hết bệnh. Cũng vậy đó, cái việc Đức Thế Tôn nói về sự thật, về khổ, đó không phải là lạc quan hay bi quan, nó là một sự thật. Anh tin hay anh không tin thì cái sự thật nó vẫn cứ là sự thật. Cho nên nhiều người nói Phật giáo là một tôn giáo bi quan, sai. Ở đây không có lạc quan hay bi quan, chỉ đơn giản là sự thật mà thôi. Và gặp Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn dạy cho những phương pháp đi đến sự chấm dứt khổ đau, đi đến sự an lạc tối thượng. Đầu tiên, chúng ta phải biết cách để mà chấm dứt khổ đau, biết cách để được an lạc. Nhưng mà cái quan trọng, chúng ta phải làm, chúng ta phải phát triển các pháp đó, phải thực hành, phải chăm chỉ, phải biết kiêng cử những cái Đức Thế Tôn đã ngăn cấm, phải biết nỗ lực những cái Đức Thế Tôn đã khuyến khích. Chứ còn sư xin thưa, thấy Phật đẹp quá, để lên bàn thờ lại, sư e là cả một đời chắc cũng không biết con đường giải thoát nằm ở chỗ nào đâu. Đương nhiên, cái việc lạy Phật nó có phước chứ không phải xưa nó không có phước. Có phước chắc chắn là có phước, có cung kính Đức Thế Tôn là có phước. Nhưng mà nó uổng. Tại vì Phật dạy mình con đường đưa đến giác ngộ, mà mình thấy Phật đẹp quá, mình lạy cho nó xa xối tráng luôn, còn tu thì không chịu tu, thì nó uổng ghê lắm quý vị, uổng. Đấy. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói, hạng phàm phu thứ nhất là không thông hiểu pháp các bậc thánh, tức là không nghe được lời dạy của Đức Thế Tôn. Cái thứ hai là không tu tập pháp các bậc thánh, tức là không chịu làm theo lời dạy của Phật. Chính bởi vì hai lý do đó, họ sống hoàn toàn trong sự tưởng tượng. Các bậc thánh thì họ khác mình nhiều lắm. Chính vì chúng sanh
Họ sống trong sự tưởng tượng, cho nên sa đọa rất là nhiều. Nhưng mà các bậc thánh, chính bởi vì các vị đó đã xa lìa những sự tưởng tượng không đúng đắn, cho nên các ngài đã đoạn tận con đường đưa đến sự sa đọa. Một vị thánh sơ quả Tu Đà Hoàn, khi đã chứng sơ quả, các ngài vĩnh viễn không bao giờ rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không bao giờ các ngài còn phải thối đọa. Chuyện đó không bao giờ xảy ra. Còn phàm phu chúng ta thì bây giờ thấy tu rất là dữ dằn, nhưng mà cái chuyện thối đọa là cái chuyện không tránh khỏi. Quý vị biết, khi mà Đức Thế Tôn trong những kiếp quá khứ, khi ngài còn là một chúng sanh tìm cầu giác ngộ, ngài vẫn có những kiếp sa đọa, làm con này làm con kia, vẫn có những kiếp ngài lỡ tạo ác nghiệp, phải đi địa ngục, phải đi ngạ quỷ, vẫn có. Bởi vì ngài còn là một chúng sanh tìm cầu giác ngộ, ngài chưa chứng đạt được sự thật. Đấy. Cho nên đừng có nghĩ là cái bậc thánh chắc cũng thường, nó cũng phàm sai. Một khi đã thành thánh rồi đó, vĩnh viễn không còn sa đọa. Nhưng mà nói mất công quý vị nghĩ chắc hồi xưa Phật cũng như mình. Sai. Hồi xưa đó, khi Bồ Tát còn là chúng sanh tìm cầu giác ngộ, đúng là do ngài chưa có hiểu được sự thật, có những kiếp ngài sa đọa, nhưng mà cái kiếp đó là số ít, rất là ít. Giống như một cái người nhà giàu, tỷ phú, có đôi khi người hầu họ đem cơm lên không kịp, họ đem đồ ăn lên không kịp thì có hơi đói bụng một tí xíu. Nhưng mà chúng ta là những con người mà nghèo rớt mồng tơi, nghèo rơi nước mắt, chúng ta nghĩ là ông tỷ phú ổng đói chắc ổng cũng như mình á. Xin thưa, không đúng. Cái đói của ông tỷ phú là cái đói tạm thời, một chút xíu nữa người hầu họ đem đồ ăn tới bây giờ đó. Còn cái đói của mình là cái đói dài hạn, khác nhau ghê lắm. Đấy. Khi Đức Phật còn là phàm phu tìm cầu giác ngộ, thỉnh thoảng thôi, hiếm khi thôi, ngài mới lỡ, ngài rơi xuống một vài kiếp sa đọa. Còn chúng ta đó, là cái chuyện ở kiếp sa đọa là thỉnh thoảng, là rất là nhiều, thỉnh thoảng mới ngồi lên được làm người. Ngài thì ngược lại. Cho nên đừng có nghĩ là nói ông sư ông nói vậy chắc Phật cũng như mình. Sai. Không giống nha, không có giống. Đấy. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà trở thành các bậc thánh á, thì các ngài không còn sa đọa nữa, do các ngài thấy được sự thật, thấy được con đường đưa đến Niết Bàn. Nè. Thấy được con đường đưa đến Niết Bàn. Tuy nhiên các bậc thánh hữu học, Đức Thế Tôn gọi là các vị tâm chưa thành tựu, là bởi vì sao? Tâm chưa thành tựu đó, bởi vì cái định của các ngài chưa có trọn vẹn, cái trí của các ngài chưa có trọn vẹn. Ở đây nói đến ba loại định, đó là vô tướng định, vô nguyện định và không tánh định, mà thường chúng ta hay gọi là không vô tướng vô tác, một số cái thuật ngữ chuyên môn. Do đâu? Do ba cái định này đó, nương nhờ vào ba tướng, đó là cái tướng vô thường, cái tướng khổ và cái tướng vô ngã. Vị nào tu tập phát triển cái trí tuệ quán, phát triển cái trí tuệ quán, mà vị đó đặc biệt lưu tâm về cái tướng vô thường, đặc biệt lưu tâm về cái tướng vô thường, thì khi vị đó chứng đắc bằng cái phương pháp đó thì gọi đó là vô tướng định. Do khi mà phát triển cái trí tuệ quán, trí quán xét, thì các ngài đặc biệt lưu tâm đến cái tướng vô thường. Đấy. Các ngài thấy là không có cái gì nó bền vững hết, toàn bộ là nó biến diệt, nó thay đổi không ngừng. Cho nên cái sự chứng đắc của các ngài đó, cái định đó
Chúng ta gọi đó là vô tướng định. Đấy. Còn cũng có vị họ tu tập các cái phương pháp quán niệm, mà các vị đó lại đặc biệt lưu tâm đến cái tướng khổ. Có nghĩa là đi cũng khổ, ngồi cũng khổ, sinh hoạt ai nghi khổ, các thọ là khổ, các hành là khổ. Các ngài lưu tâm nhiều đến cái khổ tướng, thì khi các ngài chứng đắc á, cái định của các ngài gọi là vô nguyện định. Bởi vì khổ quá không còn mong muốn cái gì nổi nữa hết trơn á, thì gọi là vô nguyện định. Còn vị khi mà tu tập các phương pháp quán niệm, vị ấy đặc biệt lưu tâm đến cái đặc tánh vô ngã của các pháp, thì khi vị đó chứng đắc, cái định của các vị đó gọi là không tánh định. Do các ngài thấy cái tánh chất rỗng không của các pháp, cái tánh chất rỗng không của các pháp, nó vốn dĩ nó không có cốt lõi, cho nên gọi nó là không tánh định. Đấy. Mà tại sao á, tại sao gọi là các định của các ngài chưa có trọn vẹn, là bởi vì các ngài còn phiền não. Các ngài còn phiền não. Các vị thánh, các ngài vẫn còn phiền não. Thánh hữu học đó nha, sơ quả cho đến nhị quả cho đến tam quả, các ngài vẫn còn những phiền não. Còn cái phiền não như thế nào á thì buổi sau chúng ta học tiếp. Thì bây giờ mời đại chúng chúng ta chắp tay và hồi hướng. Và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi đã thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tâm học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sanh Khai.